Xin kính chào bà con, hôm nay A đầu giới thiệu với bà con cái dòng lưỡi câu ngâm hay còn gọi là câu mắc mồi Cái dòng lưỡi này là làm theo yêu cầu cho bà con Thì hôm nay A đầu giới thiệu qua là cái dòng này là dòng sản phẩm mà đánh phổ thông cũng như là câu mắc mồi phổ thông nhất Đó là cái lưỡi từ 2, số 22 cho đến số 25 Hàng lưỡi này là có khuyên ở trên, đến mục đích là khi chúng ta khi buộc vào là sẽ không sợ bị cá nó có phá phá dây, phá lưỡi Dòng lưỡi này là dòng lưỡi của Nhật vì vậy mà lưỡi rất là tốt, Thằng này thép đen, không dí, độ sáng bóng rất là cao, ngạnh giếc là à, rất là bén. thì cái dây trục cũng như cái dây lưỡi buộc cho bà con nhìn thấy trên màn hình thì rất là lớn để chịu những chịu lực chịu tải những con cá khoảng tầm từ một cân đổ lên cho đến năm bảy cân đến 10 cân. À, thưa bà con cái dòng lưỡi này dòng dòng lưỡi không dí không dí xét, dòng lưỡi này không dí xét mà buộc theo cầu, đây khoảng cách từ 1 mét một lưỡi và trục của nó cũng cao 1 mét Đây bà con quan sát Đây dòng lưỡi của nó Lưỡi có ngạnh Nếu có ngạnh móc vào Rất là sắc, rất là bén Bên trong là có có cái mát, cái lưỡi mát của nó Thì dòng lưỡi này bà con cứ nhớ là Khi câu ngâm hay câu móc ngồi Rất là hiệu quả Đấy Bà con có nhu cầu mà đặt hàng cái sản phẩm này, làm theo yêu cầu thì liên hệ với A đầu bắt đầu sẽ tư vấn thêm cho bà con.